chị em đây. Chỉ chơi là hàng độc hay hàng VIP thôi quý vị.
Nói chung là sầu riêng đi Trung Quốc nhiều quá, giờ khó bán. Có nhiều kích cỡ nha quý vị. Cái tên là cua đó nha. Rất cua đó kìa. À, cua rồi, cua nha. Anh bán cua nha cô chú. Đây có cua đây, cua Cà Mau. Cua vẫn có. Cua Cà Mau bao ăn từng từng que luôn. Từng que luôn á hả? Đây là cua gạch hay cua thịt Thanh? Có cua gạch, có cua thịt Thanh ơi. Giá là nhiêu Thanh ơi? Hiện nay bán cua thịt thì giá 300. Cua thịt là 300. Nhưng mà cua thịt mà size nhỏ nhỏ thì có 250 thôi. Size to thì size khoảng 2 con, 3 con ký thì là 300 ngàn. Còn size nhỏ 4 con, 5 con hoặc 6 con ký thì 250 à. Còn cua gạch? Cua gạch thì 550. Cua gạch là 550. Cua tối chị và các bạn nếu như... Cua mốt lượt cua thịt á, lượt cua ấm vuông như nè. Quyến vuông như là bảo đảm là cua chắc thịt. Cua gạch nhiều đúng không? Không phải, cua ếm vuông. Ếm vuông là dạng cua cái hiếm, cua nhỏ. Còn cua này là cua cái nè. Mà còn nhỏ kêu bằng cua ếm vuông. Còn cái con mà cua này nè, cua đực mà to vậy là gọi là cua y. Ở dưới quê nha, ở dưới vùng mà mấy người ở dưới quê mấy cái dựa cua đồ này. Cua y hả? Cua y. Y có ba hai loại y. Là y tứ y nhất, còn loại y 7 là dành cua cơi mà con khoảng tấn ký ăn lên á. À, đó là cua y 7. Có một tên gọi khác là cua y cơi. À, tên nó giống tên mấy cái đời xe hơi quá ha. Anh chủ bữa sầu riêng chia sẻ cua, các loại cua. Cô chú anh chị và các bạn trong video thì lúc nào cũng để thì họ định cho anh nha. Vài bữa nữa là có sầu riêng số hữu nha quý vị. Các loại hải sản luôn. Đây, để các bạn thấy địa chỉ đây các bạn. Số điện thoại, hai cái số này là Zalo luôn các bạn. Các bạn Zalo.
trái nữa đi anh. Đúng rồi. Đầu tiên trùng bò. Cái to tới nhỏ anh. Cho anh cái to luôn đi, lần đi lần khó. Cái nào là to, cái nhỏ là đừng có để to. Đừng lo anh. Có lo, có lo. Dạ, tôi nước tay bên đó chạy lấy luôn hả? Cái này nhiều lắm rồi. Không phải 315 đâu cô ơi. Con để có clip con nét nè. Chúc. Có clip. Đó. Quay xong clip là tắt đi chạy nữa. Dạ. Tại con cái gì chú? Vô ngon lắm á. Đụng vô cái chân cái là chảy cái chân liền. Qua Long bị chảy máu hả? Chảy máu. Qua anh bị hả? Để cái trái. Dạ 140 anh ơi. Hả? 140. Dạ mấy 140 không mua mấy bữa nay cái không như bò. Còn rẻ tôi rẻ cho em. Em mất thái rồi. Thái không bán. Trái đầu, trái đầu á. Buồn buồn đúng không? Chị dài. Mình quay mình không có nói nhưng mà thấy những khuôn mặt thanh hơi buồn buồn đúng không? Chắc buồn ngủ chắc rồi. Tối khóc. Cái gai của chuồng bò này nó còn bén hơn là cái gai của riêng sáo như vậy. Nhiện bén lắm. Nhiện bén lắm này.